trơn á, chỉ có thứ nợ. Vậy mà đẹp quá thầy, nó thành cái lông lông. Chim nó có lông chứ. Chim mà không có lông là nó phải chim. Đúng không? Chim mà không có lông. Dễ sao mà ra lông á, mà là mới thật. Dễ chim mà trơn tru quá giống như em bé tạch tô màu đâu có được. Đó thầy nói thật đó, nhưng mà nó bậy đâu. Xả mà thấy là thật. Đẹp quá ông Cúc, đẹp quá, Cúc vàng đẹp quá. Đen lên Cúc vàng đẹp quá. Dạ giống vậy tôi vẽ. Dạ nó lên thấy đây đẹp quá trời. Vậy đó, vì mai áo dài mai hai lớp. Giống áo màu trắng kìa. Mai bốn tà đó. Cái giải này lên Cúc vẽ cái bông trên áo dài đẹp. Mai màu đen. Cái màu đen. Ha, lên sang.